Bây giờ là chín rồi, tôi nhấc ra đây các bạn ơi. Không là nó nóng lắm. Con gà chín mà vẫn còn dài, rất ngọt các bạn ạ, rất thơm. Xin hay chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món gà hấp ngải cứu. Thực phẩm chính là thịt gà, đây là ngải cứu các bạn ạ. Tí nữa tôi sẽ ướp tất cả các cái gia vị này xong tôi mới cho cái lá ngải cứu này nhồi vào bên trong bụng con gà. Bây giờ để làm cái món này tôi sẽ đập một chút gừng cho xuống dưới đáy nồi để cho nó có một cái hương vị của thơm của gừng. Các bạn cho vào chung quanh cạnh cũng được. Tôi cho một chút hạt tiêu, một chút hạt lêm, một chút mì chính và một chút muối tinh nha. Để cho một chút bột nghệ. Tôi sẽ trộn đều lên. Các bạn hãy nhớ là khi ta hấp thì ta phải mổ moi các bạn. Tôi sẽ ướp hết vào cả bên trong. Ở bên trong thì xong rồi, tôi sẽ cho sang hết bên ngoài. Các bạn nhớ là cái gừng này ta chỉ sát bên ngoài thôi, ta không cho bên trong. Bây giờ tôi mới cho lá ngải cứu vào trong con gà. Đây, tôi đã nhét vào bụng con gà đây rồi. Các bạn chỉ có mua này thì nó rau nó không được lon, cho nên các bạn nhét vừa thôi. Nếu mà mùa này nó mà hơi già cứng ấy thì nó sẽ không được ngọt, nó đắng, cho nhiều quá hơi đắng đấy. Đây các bạn nhớ là tôi phải ướp một tiếng đấy các bạn. Khi màu nó không đều thì các bạn phải phết thêm. Có thể rằng một chỗ nào đấy là nó chưa ăn được cái bột nghệ. Đây tôi sẽ lót ngải nha các bạn ạ. Lót một chút trong cái nòng đĩa. Bây giờ gà đã ướp được một tiếng rồi, tôi cho vào để tôi gióm lửa. Rồi, được rồi. Tôi sẽ đậy vung lại. Đây tôi cho vào xong rồi các bạn ơi, tôi sẽ hấp vào trong cái xong này, tôi về hấp vào 45 phút các bạn ạ. Rồi tôi thái lá chanh, đợi thịt gà chín thì tôi phải thái ít lá chanh này để làm cái nước chấm. Đây là muối tiêu chanh của tôi đây. Tôi cho một chút hạt tiêu. Đây, các bạn rắc hạt tiêu, ăn đây. Chút nữa thì các bạn ăn chanh thì bắt đầu vắt chanh vào. Vắt chanh xong thì mới trộn. Bây giờ ta không cho vắt chanh trước. Vắt chanh trước là nó sẽ ướt hết cả, nó chảy nước.
Đây, được chấm tôi đã làm coi như thế này xong. Nái chanh và ớt và tiêu. Bây giờ là chín rồi, tôi nhấc ra đây các bạn ơi. À, không là nó nóng lắm. À. Ui. Bây giờ gà đã tôi cho lên đĩa chín rồi đây. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức các bạn ơi, để mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Ôi món gà hấp này thì ngon lắm các bạn ạ. Trắng phau. Ui chà. Ấy. Đấy, tôi phải dùng cái kéo này tôi cắt nữa, không là nó rách hết cả con gà. Úi da, chín rồi, thơm lắm các bạn ơi. Rồi, nó chín tới rồi, rất là ngon các bạn ơi. Rồi, bây giờ tôi sẽ vắt chanh vào để tôi dùng. Tôi bỏ cái hạt chanh đi. Chà, đây. Chà chà, xin mời các bạn ơi. Con gà chín mà vẫn còn dài, rất ngọt các bạn ạ, rất thơm. Các bạn có thấy không, con gà này là con gà, phải nói gà ta rất là ngon. Các bạn hấp mà cứ văn vẳn con gà như thế này là được rồi. Con gà cứ vào khoảng độ 1,3 cân, 1,4 cân đến 1,5 cân là các bạn hấp con gà rất là ngon. Nếu các bạn hấp con gà to là ta phải đun thêm nữa nhá. Đây là tôi đun được là 45 phút đấy các bạn ạ. Đấy, bây giờ tôi xé ra tôi ăn. Úi chà chà, con gà vừa dai vừa ngon. Các bạn có thấy không, con gà thịt gà mà hấp lên các bạn mới thấy rằng nó vừa rắn, mà nó rắn nó chín rồi mà ăn vừa dai vừa ngon, vừa ngọt. Mùi thơm của cái hơi gừng mà từ ở trong cái song nó tỏa vào, có cả coi lá chanh, rồi có cả coi như thế nào các cái lá ngải cứu này, mùi hương vị rất thơm ngon các bạn ạ. Không mất nước, cho lên con gà này ăn rất là ngon thơm. Các bạn tẩm ướp như thế là vừa phải đấy. Tất cả các bạn sát hết nó vào bên ngoài, sau đó sát vào bên trong. Nhồi tất cả coi như thế lá ngải cứu này vào. Các bạn ăn thấy là rất là thú vị. Vừa bùi vừa ngọt vừa thơm. Bật biệt. Ngon lắm các bạn. Các bạn nhâm nhi một lon bia hay là một ly rượu vẫn là hợp lý các bạn ạ. Nếu mà các bạn hầm con hoặc là hấp con gà to hơn như thế này nữa, to hơn con này thì các bạn phải dùng tới vào khoảng 1 tiếng đấy các bạn ạ. Tôi hấp với con này là nó vừa phải. Con này tầm vào khoảng độ 1,4 cân, 1,5 cân. Thì các bạn hãy nhớ là ta dùng vào khoảng độ 45 phút.
Ôi, rất là ngon các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn có ý kiến làm món gì riêng cho các bạn thì các bạn phản hồi về để cho chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Đây, tôi nhấc ra mâm đây. Các bạn ơi, ui chà chà, rất là ngon. Đây, tôi sẽ lấy lên để tôi thưởng thức. Ui, ngon lắm các bạn ơi. Ăn đang nóng như thế này thì càng sướng. Đây, lúc sáng tôi đã câu được một con cá rồi. Hôm nay bây giờ tôi sẽ hái linh năng về để tôi hấp mấy cá. À, món linh năng này hấp cá cũng ngon lắm các bạn ạ. Hương vị rất là thơm. À, nào, được rồi. À, thế này là một rổ này là được rồi. Rồi, tôi vào đây. Xin chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một món cá hấp với cả lá đinh năng. Gia vị chính thì có gồm có cá này, và đây là đinh năng này, hành này, thìa là này, và sả này, gừng, tỏi, hành khô và ớt. Đây là mì chính, hạt lêm, đây là đường, đây là nước mắm, và đây là nước tương nhá các bạn ạ. Thì trước khi để làm cái món này thì tôi phải đi làm thịt con cá này trước đã các bạn ạ. Đây các bạn ơi, tôi đã làm sạch con cá này rồi nha. Các bạn hãy nhớ là khi làm con cá này là phải đánh vẩy thật sạch, sau đó ta bóp muối tinh, muối trắng. Bên trong ta phải cạo cho nó trắng, không còn màng đen. Đây các bạn hãy nhìn, thì các bạn làm hấp nó rất là thơm ngon. Bây giờ tôi sẽ đi làm các cái gia vị để tôi ướp nha. Tôi giã gừng này. Các bạn nhớ ướp thì các bạn vẫn phải cho một chút vào cái nước của nó. Đây như gừng tôi vẫn phải cho vào trong cái song này. Tôi sẽ cho hết vào đây. Giờ ta phải thái, để thái nhỏ nó ra nha, để ta ướp để cho nó hợp lý. Lượt giã tỏi. Các bạn giã gừng xong giã hành, giã tỏi. Đây, các bạn cho một ít ớt đấy nhá. Ta trộn đều lên các cái gia vị này. Đấy, trộn thật đều xong rồi ta phải cho các cái gia vị này đã nha. Tôi cho một chút mì chính, một chút hạt lêm, các bạn cho một chút nước mắm. Còn đây các bạn cho nước tương nha. Đây, tôi sẽ cho bên trong này, tôi miết hết ở bên trong này đã.
ta phải tẩm ướp cả bên trong này lẫn bên ngoài. Ở bên trong mang cũng vậy nha, các bạn xoa cho nó kỹ cho nó ngấm. Xong rồi để một tiếng các bạn nhỉ, bắt đầu mới nhồi cái lá đinh năng vào nhá. Các bạn nhớ là nếu ta muốn làm màu cho nó đẹp thì ta cho một chút bột nghệ đấy nha, các bạn nhớ là như vậy. Đấy nhá, các bạn nhớ là ta sẽ ướp một tiếng để cho cá nó ngấm hết được cả gia vị đã. Sau đó thì ta mới nhồi cái lá đinh năng vào. Chờ ướp là bây giờ tôi đi đập xả. Xả là tôi sẽ lót xuống dưới mặt cá và để lên chân chốc mặt cá để lấy hương vị nó thơm. Đây tôi sẽ lót ở dưới cái mặt đĩa này nhá. Đấy, chút nữa là tôi chỉ đặt con cá ướp vào xong rồi là được thôi các bạn. Và tôi cho thiên là nữa. Ta làm như thế này để con cá nó để lên trên này, nó ướp xong rồi là chỉ việc đặt nó lên thôi. Đồng thời nhá, các bạn hãy nhớ là xả tôi sẽ để lại ở trong song này để trong nước. Một ít xả và một ít gừng. Bây giờ tôi sẽ cắt hành ra. Cắt tôi chỉ lấy phía trên thôi. Trong đó có cả hành đây các bạn hãy nhớ. Các bạn rải cả xuống dưới. Đấy, ta đã rải được đầy đủ các thứ xuống dưới rồi. Thì bây giờ chỉ còn việc là chờ cá nó ngấm. Tiếp tục ta đặt cá ở đây và ta rải tiếp. Rồi, tôi ướp đã được một tiếng rồi. Khi cá ngấm rồi thì bắt đầu ta mới nhồi cái lá đinh năng này vào trong bụng các bạn ạ. Bây giờ con cá tôi để vào đĩa. Đây các bạn nha, hãy nhớ là tôi để vào đĩa đây rồi. Đó. Làm xong được cái bước đó thì tôi sẽ cho hành lên trên. Và xả một chút đinh năng rải lên trên. Các bạn như thế này là bắt đầu tôi sẽ cho vào trong song. Tôi đã lổi lửa để đun đây rồi. Nó đã coi như thế nó bốc hơi rồi. Rồi tôi để đúng vào cái bát. Đây, lên trên chốc bát. Các bạn hãy nhớ là như vậy. Để các bạn phải để cân. Các bạn để không cân ấy là nó sẽ lệch. Nó lệch là nó khi nó sôi ấy, thì nó trong chành. Các bạn phải nhớ cho nước vào trong lòng bát. Tôi đậy lại và tôi sẽ đun nồi lửa cho nó hợp lý nha các bạn ấy. Đó. Khi nó sôi là các bạn phải đun nó vừa phải thôi, không nên cho nó to quá. Để lửa nó vừa phải là cá chỉ trong vòng khoảng độ 30 phút là cá chín. Bây giờ ta chờ để cá nó chín ý, thì tôi sẽ đi làm cái nước chấm nha các bạn ạ. Nước chấm cá là cái quan trọng đây. Bây giờ tôi giã cái gừng này tôi cho vào. Đây, tôi cho vào bát luôn. Tôi giã một chút tỏi. Chấm này các bạn cho quá tỏi vào cũng được. Tôi chỉ cho một nhánh xả thôi nha.
Đi thái một chút thiên là. Các bạn không nên cho nhiều thiên là. Giờ tôi thái đến ớt. Đây, tôi chỉ thái 2 quả thôi. Bạn nào mà ăn cay hơn thì các bạn ăn ngoài riêng. Đây, tôi cho đường vào đây đã. Bây giờ tôi sẽ vắt chanh. Rồi, các bạn hãy cho cái hạt chanh nó ra ngoài, không cho vào trong. Bây giờ tôi cho tiếp nước chấm vào. Các bạn khoắng cho đường tan này. Đây là nước đun sôi đường nguội các bạn. Bây giờ các bạn nếm thử, nếu mà nó hợp lý được rồi là được. Như vậy là nước chấm cá tôi đã làm xong. Mùi chanh rất thơm, nếu mà đây nếu thiếu chua nữa, bạn nào ăn chua thêm thì ta cho thêm. Các bạn ơi, bây giờ tôi có lẽ phải bắc ra rồi. Chín rồi. Tôi phải lấy cái này, cái lót. Rồi, tôi mở bung ra đây. Đây, bây giờ tôi sẽ nhấc ra mâm. Đấy, để cho nó nguội nguội một chút. Đây, tôi nhấc ra mâm rồi. Các bạn ơi, ui chà chà, rất là ngon, thơm. Mùi hương vị rất thơm các bạn. Ôi, các bạn ơi, tôi đã vớt nước nóng này ra rồi. Tôi mang đi thưởng thức nóng cho nó ăn cho nó ngon. Ui chà chà, con cá to quá. Đây, tôi phải vén ra ngoài này. Tôi bỏ bớt lá này ra. Lá xả tôi cũng bỏ bớt ra. Ui chà chà, các bạn sẽ cùng thưởng thức với tôi. Mời các bạn. Rất là ngon đây. Chà chà, một miếng cá này rất là ngon đây các bạn. Ui giời. Đấy, nó dọc hết như thế này là chín rất là ngon rồi các bạn. Đây, tôi sẽ lấy lên để tôi thưởng thức. Ui, ngon lắm các bạn ơi. Chà chà. Đây, mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Vừa ngon vừa ngọt, vừa thơm. Ôi, con cá ngon quá. Món cá này phải làm một tí rượu này các bạn ạ. Làm một chút rượu là ôi giời. Món này là rượu cá là ngon rồi. Vừa nóng vừa thơm vừa ngon các bạn ạ. Hương vị rất là hợp lý. Ăn đang nóng như thế này thì càng sướng. Cá hấp nó không mất nước cho nên là vẫn ở trong khay này. Rất là ngon các bạn. Các bạn làm những cái ngày nghỉ mà các bạn bây giờ rủ bạn bè anh em, các bạn hấp một con cá to như thế này thì 4-5 người các bạn dùng một con cá rất là mỹ mãn, hợp lý các bạn ạ.
Hấp lên như thế này ăn nó rất là hương vị, rất là ngon, rất là thơm. Mà hợp khẩu vị như thế này thì người già ăn cũng được, người trung tuổi, người trẻ ăn cũng được. Rất là ngon các bạn, rất thú vị các bạn. Thời gian không tốn lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Các bạn có ý kiến về làm món gì thì cứ phản hồi về để chúng tôi nhiệt tình sẽ làm theo cái món mà các bạn yêu cầu. Cảm ơn các bạn theo dõi. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và tạm biệt. Một món gà hầm này thì phải nói rằng rất là bổ dưỡng đây các bạn ơi, tuyệt vời. Giờ tôi thưởng thức vào cái chiếc gà. Chà chà, thơm lắm các bạn ơi. Không thể nào chê được có điểm nào. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu về các bạn một món gà hầm hạt sen. Thực phẩm chính là con gà, trong đó có coi như thế là táo đỏ và nấm hương, kỷ tử và hạt sen, nước mắm, hạt lêm, mì chính và kèm theo là hai quả cà rốt. Các bạn có thể là thực cho trực tiếp vào nồi luôn, nhưng nếu mà làm để cho nó ngon mà nó đẹp hơn nữa thì các bạn đun dầu xuống tưới lên đây cho nó săn cái các bạn bỏ ra. Gà thì các bạn có thể dùng chặt cũng được, mà các bạn không chặt cũng được. Nhưng hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn là tôi để cả con, tôi không chặt các bạn ạ. Tôi sẽ nạo qua cái cà rốt này đi. Tôi sẽ gióm lửa lên và tôi sẽ đun dầu, tôi sẽ tưới với con gà cho nó hợp lý. Các bạn có dầu thì dùng dầu, có mỡ thì dùng mỡ. Đây, đấy, mỡ đã tương đối già rồi, tôi cho vào đây. Đấy, các bạn cho đây, cứ quay như thế này. Cái một mặt thì mỡ sôi. Đấy, các bạn lấy cái nước mỡ này tưới lên con gà. Đấy, làm sao để con gà là thật săn. Đây, tôi đã cho vào đây, tôi cho nó tắm dầu vào đây rồi. Đã làm cho nó săn hết rồi. Bây giờ tôi phải bỏ ra cho nó nguội nhé. Xong rồi mới cho được vào xong. Để làm như thế này thì nó hơi cầu kỳ đấy các bạn ạ. Nhưng làm này thì nó ngon lắm. Đây. Các bạn phải để cho nó nguội mới cho vào xong được. Hoặc là các bạn sẽ cho luôn vào xong luôn. Đây. Tôi phải để cho nó nguội tôi mới cho vào bụng đấy nha các bạn, nhớ là như thế. Từ ở trong cái chảo này ra các bạn đừng vội vàng mà bỏng tay đấy. Cho một chút cái hạt sen vào trong bụng của con gà. Đấy, vừa cho cả bụng vừa cho ngoài các bạn nhé. Đấy, các bạn cứ cho nó vào trong đấy để cho nó có cái độ ngấm thơm từ trong ngấm ra. Táo đỏ này là các bạn nên ngâm nhá, vì hạt sen tươi là tôi không ngâm. Táo đỏ nó khô cho nên các bạn phải ngâm. Đấy, như thế là các bạn đã cho trong bụng coi như thế là tương đối rồi. Nó thơm là thơm từ trong thơm ra. Đấy. Nó kỳ tử ở đây. Đấy. Chín bụng con gà rồi, các bạn bắt đầu cho nó vào trong cái xoong này. Đấy. Đấy, ấp nó lại. Bởi vì là ta chiên lên, ta tưới dầu cho nên là rất nóng, các bạn chú ý nha, cẩn thận. Bây giờ còn lại là các bạn cho lốt vào đây. Lấm hương, mộc nhĩ. Nhưng không có mộc nhĩ thì các bạn cho lấm hương là được rồi.
hạt sen. Đấy, các bạn cho hết vào. Các bạn hãy nhớ là ta sẽ cho nó vừa phải hợp lý, đừng nên cho mặn quá các bạn hãy nhớ. Tôi đã cho nước mắm đấy nha. Bây giờ tôi sẽ cho một chút hạt lêm. Vì hạt lêm nó có đủ độ đậm đấy nha. Các bạn nhớ là ta không nên dùng nhiều nữa. Đấy. Và tôi cho một chút mì chính. Xong rồi. Bây giờ tôi sẽ cho một chút nước. Đây là gọi là hầm gà thì các bạn vẫn phải cho thêm nước. Bây giờ tôi sẽ cho lên bếp nha các bạn này. Ta đun từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Đấy. Cái nồi này mà hầm thì phải nói là rất tốt, các bạn hãy nhớ là như vậy. Đun nó vừa phải lửa chứ không phải to quá nha. Đủ độ cháy là được rồi. Bây giờ tôi sẽ thái cà rốt nha các bạn hãy nhớ là thái cà rốt thì tôi để ở tầm khoảng độ sau khi tôi ninh gà được 1 tiếng thì tôi sẽ cho cà rốt vào. Các bạn mà cho ngay từ đầu thì cà rốt nó nhừ hết các bạn nha. Đây là cà rốt tôi đã làm xong các bạn ơi. Đấy. Đây các bạn ơi, đây là nó sôi sùng sục cái này các bạn. Đấy, lúc nào nó cũng vừa vừa mà các bạn hãy nhớ là ta cho nó sôi chỉ lăn tăn này là hợp lý nhất nhá. Các bạn đừng cho nó sôi to quá. Các bạn cứ để ầm ĩ như thế này. Khi con gà đã đủ thời gian rồi là các bạn bạc xuống. Các bạn ơi, gà hầm đây của tôi đã đun được 1 tiếng rưỡi rồi. Thơm vô cùng các bạn. Bây giờ là còn nửa tiếng nữa tôi mới cho cà rốt lên. Đấy, như vậy là các bạn nhớ là cho về sau cùng, nếu không cà rốt nó nhừ quá. Cho tiếp cà rốt vào là cái bước cuối cùng là xong. Nếu các bạn cho sớm quá thì cà rốt nó sẽ bị nhừ. Đấy, bây giờ là tôi sẽ đun vào khoảng độ nửa tiếng nữa, chỉ lửa nhom nhem nhỏ thôi. Các bạn ơi, thời gian tôi đã hầm con gà này rất là đủ thời gian rồi các bạn ạ. Đây, để tôi mở cho các bạn xem. Đây, bây giờ tôi nhấc ra, tôi để lên trên bàn đây. Đấy. Bây giờ mà mở ra để cho nó nguội nguội thì mới thưởng thức được các bạn ơi. Thơm lắm. Thơm dậy về mùi táo này, kỷ tử này, hạt sen này. Rồi táo này là táo đỏ các bạn. Rất là thơm. Thơm cả mùi cà rốt này. Ôi, các gia vị tẩm vào đây, nước mắm rồi một chút các cái gia vị vào đây, tôi tin chắc là ăn cái này thì ngon tuyệt vời đây. Bây giờ tôi sẽ cắt ra và tôi lấy ra để thưởng thức đây các bạn ơi. Chà chà, rất là mềm. Đấy, các bạn thấy không? Mềm, tuyệt vời là mềm. Thời gian thì các bạn đã biết rồi, tôi đã nói là trong vòng 2 tiếng. Nếu mà các bạn có cái nồi áp suất mà đun bằng điện thì các bạn tiện vô cùng. Tôi sẽ xúc ra đây các bạn. Một món gà hầm này thì phải nói rằng rất là bổ dưỡng đây các bạn ơi. Tuyệt vời. Chà chà. Rất là hấp dẫn và ngon. Tôi cho một ít hạt sen này. Đấy, một ít lấm này. Táo đỏ này. Đấy, các bạn múc một chút nước vào đây. Đấy, để cho nó có độ ẩm ướt nó đều. Như vậy thì ta sẽ đã làm xong. Đấy, các bạn cho cà rốt vào đây. Các bạn nhớ là cà rốt các bạn cho sau một chút. Tôi đã cho ra bát đây rồi. Các bạn để tôi thưởng thức. Mời các bạn thưởng thức cùng tôi nha. Bây giờ tôi phải thưởng thức xem là cái miếng miếng này làm miếng lắm. Hạt sen. Ô, hạt sen rất bùi các bạn ạ. Tôi về thử miếng táo này đã. Rồi tôi thưởng thức vào cái thịt gà. Chà chà, thơm lắm các bạn ơi. Rất vừa. Ngọt, ngậy, thơm, béo. Thơm vô cùng các bạn ạ. Đây là món gà hầm. Miếng hạt sen này thì rất là bổ dưỡng các bạn ạ.
ăn như thế này thì phải nói rằng các bạn lấy lại coi như thế sinh lực và sức khỏe rất là tốt. Thơm ngon tuyệt vời, không thể nào chê được vào điểm nào. Đây các bạn có thấy không, theo thới thịt gà mà gắp được như thế này nó vừa mềm, xương đi đằng xương mà thịt đi đằng thịt, rất là ngậy ngon các bạn. Tôi phải dùng thêm một chút nước. Ôi béo béo ngọt ngọt, rất là thơm ngon các bạn ơi. Vừa ngọt vừa ngậy, vừa thơm của các củ quả. Như thế này thì phải nói rằng gia đình các bạn rất hạnh phúc khi các bạn làm cho gia đình được một nồi thịt gà hầm với cả hạt sen. Đây là một món ăn phải nói rằng các bạn hãy làm, các bạn sẽ biết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau.